Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay kênh Trần Hà cũng lại giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly mà cũng mới về. Đó là chiếc âm ly Marantz Ensotec PM4. Với cái dòng này thì anh em nào mà đã nghe những cái đôi loa nhạc cổ, đôi loa cổ hoặc JBL. Đây, em đã từng ghép những cái đôi loa đờ nông này, JBL, hoặc là đây là đôi Living. Thì những cái chất âm của cái dòng loa cổ này với ghép với cả Marantz Ensotec PM4 này thì tiếng nó rất là ngọt. Mà em nói với anh em là đây là đôi loa bass 30. Tí nữa em sẽ test cho anh em xem. Và giới thiệu chính là chiếc âm ly Marantz PM4. Dòng này thì màu của nó là màu vàng gold anh em nhé, màu vàng gold, sơn sơn xước đây này. Đấy. Con này về với tình trạng là đẹp xuất sắc, rất đẹp luôn. Đây em sẽ cho anh em xem thì nó khác với những cái con mà trước đây em đã từng bán và rất là nhiều rồi. Cách đây khoảng tầm 2-3 tuần em cũng về, thế nhưng mà có khách đặt thì chưa kịp mới thì đã khách đã lấy rồi. Thì hôm nay thì về đây thì anh em nhìn này, có những cái nước sơn bóng này ở những cái khe này, nó vẫn còn bóng loáng lên, rất bóng luôn. Đấy. Rất là bóng. Và cái dòng Ensotec này thì ở đây thì nó có hai đời, và đời có Ensotec và không Ensotec PM4. Và khi đã sử dụng cái dòng Marantz PM4 này thì nó là bán dẫn nhưng mà hơi lai với cả âm ly đèn, nên là ra chất âm của nó rất là ngọt vì nó mạch của nó sử dụng mạch class A. Ừ. Con này có chiều ngang là 42, chiều cao là 12 cm và chiều sâu là 34. Ừ. Anh em nhìn trước mặt thì là 2/3, cái số này thì là nó là phần nhôm, phay nhôm, sơn xước, và trên toàn bộ trên và lưới toàn bộ này nó là lưới sắt để hở, vì con này dùng mạch class A nên nó rất là nóng, nó như một cái âm ly đèn. Đấy, anh em tưởng tượng nó như là âm ly đèn, khi mà nghe nó khoảng tầm nửa tiếng một tiếng ý, cái tra tầm như thế này mà nghe class A lên ý, khi mà bấm class A nếu mà nhả ra thì nó sẽ không nóng mấy nhá, thì nó rơi vào tầm 40-50 độ C. Nên là người ta khuyến cáo là khi để âm ly như thế này ra là phải để thoáng, chứ không thể để trên tấm bìa hoặc là chồng lên trên những các cái thiết bị khác được. Nghe mà để những đồ nhựa hoặc là đồ các thứ nó sẽ bị giòn nhé. Đấy. Đây là có chữ Marantz, Ensotec PM4. Dòng này thì thực sự ra thì nó sản xuất những cái thập niên 80. Thế nhưng mà để mà nói về các cái dòng khác thì nó thực sự ra thì những cái dòng Marantz hoặc là đờ nông hoặc là các thứ khác nó ăn đứt về chất âm, vì tiếng của này cực kỳ ngọt, rất là ngọt. Đây em giới thiệu ngay từ đấy, đây là nút nguồn này, cầu 1 và cầu 2. Đấy, nó khác với là speaker vào là cầu AB thì nó là 1 2. Đây là bass này. Đấy. Bass thì những cái dòng này thì nó bass chép thì nó bằng bi anh em nhé. Đấy, bi. Đấy. Nên là nó từng khắc một. Đấy. Đấy. Từng khắc một đấy. Thứ. Đấy. Tất cả các cái chức năng hoạt động thì tí nữa em sẽ test. Đây. Còn tất cả các cái ấy còn rất là mới và đẹp. Cực kỳ mới đây anh em nhìn này. Nó bóng loáng lên này, này, nó có những cái khe này nó bóng. Đấy, rất là bóng. Và cái sự tỏa nhiệt của nó thì cái sắt của đây nó rất là dày và tỏa nhiệt của nó. Con này mà tháo ra ấy thì là phải dỡ cả mặt ra thì mới tháo. Nhưng mà hàng đây thì em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây là hàng 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 bãi nhá, mà vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng. Anh em xem là cái những cái sắt ở đằng cái tỏa nhiệt này này. Nó rất dày. Đây là em đang đã bật lên rồi mà nó rất là nóng. Đấy, rất là nóng. Để em cho anh em ra đang xem đằng sau.
tất cả ở đằng sau thì các cái mặt đây nó vẫn còn rất là sáng và không có hiện tượng gì hoen gì. Đây là các cái cổng vào. Đấy, AUX, tuner, phono 1, phono 2 và tép B. Đây, điện 100V, công suất của nó là 150W. Đấy. Đây là các cái cổng A này và cổng 1 này, cổng 1 này, cổng 2. Đấy. Đây là các cái cờ đấu, các cái rắc cắm nối tiếp thì anh em có thể sử dụng để mà cắm các cái thiết bị tiếp theo bằng điện 100. Và đây là cái cầu chì. Đấy, cầu chì. Và tất cả các cái ấy thì mạch bên trong thì nó vẫn còn có cái ấy, thì nó vẫn còn rất là đẹp và mới. Rất mới. Đấy, rất là mới. Đây em sẽ cho anh em xem cái ở đằng dưới đáy của nó nhé. Đây em sẽ lật cho anh em dưới đáy. Đây dưới đáy của nó chưa có hiện tượng gì hoen gì nhé. Đấy. Tất cả các cái sắt xi này thực sự ra thì nó nới mở ốc thì nó rất là nhiều ốc. Thế đâm ra là em cũng để nguyên. Đây này, nhìn những cái con ốc này vẫn còn nguyên. Chưa tháo ra một tí gì. Chưa tháo ra một tí gì. Vì con này về nó rất là mới. Nên tất cả những cái ấy thì nó là em chưa tháo ra một tí gì luôn. Tất cả các cái thanh sắt xi ở bên trong nó vẫn còn chưa có hiện tượng gì hoen gì. Chưa có hiện tượng gì hoen gì. Anh em nhìn này. Đấy. Đây em sẽ lật lại và test lại cho anh em xem. Vâng, đây em đã đây. Dùng đấy là dùng lưới cái lưới sắt đây. Nó rất là nó như một cái âm ly đèn để cho anh em có thể nhìn được hết cả các cái linh kiện được bên trong. Đấy, phẳng phiu chưa có móp méo gì nhá. Chưa có móp méo gì. Tất cả các cái núm đây rất là sáng. Đấy, rất là núm là sáng. Nên đâm ra là bây giờ em sẽ test cho anh em xem các cái chức năng. Con này thì tiếng của nó rất là ngọt. Đấy, tiếng của nó rất ngọt. Đây. Thì để em sẽ bật cho anh em. Đây là cầu 2 này. Nếu mà anh em có thể đánh hai cầu một lúc. Đây cánh này đánh cầu 1 này. Đây bát này. Bát này. Tiếng bát này. Nó bi nên là nó rất là cái này mà chỉnh như này thì ấn như này thì là không chỉnh được bát tép anh em nhé. Đấy, không chỉnh được bát tép. Đấy. Đấy. Đây là select. Đây là cắt tần số này. Đấy. Đây là chế độ stereo mono. Đấy, có các cái chế độ. Ở đây thì là có tuner AUX này, phono và phono 1, phono 2 này. Đấy, em đang nghe ở cái chế độ AUX thì em chuyển sang. Đấy. Ở dưới này thì nó có cái chỉnh ba lăng, nó có cái cần gạt. Đấy, nó có cái cần gạt. Đấy. Đấy. Đây là lau nớt để cho anh em có thể nghe tăng cái độ âm thanh nổi lên. Và mạch class A. Đây là cái tín hiệu đầu vào. Và class A khi anh em tắt đi này. Đấy, tắt đi. Và khi bật lên thì cái đèn class A bật lên. Đấy. Nhưng mà lưu ý với anh em nhé. Khi mà bật hoặc nhả class A này thì anh em nên tắt bật bé tiếng đi. Gọi là tắt tiếng đi. Đấy, chứ không khi mà bật class A vào thì cái tiếng thì cái khi nó chuyển mạch thì đâm ra là nó bị ảnh hưởng đến cái mạch bên trong. Nên là khuyến cáo là anh em không nên sử dụng cái đa khi đang bật to mà bật đấy. Vì cái class A đây thì nó chỉ
nó chỉ hiệu ứng cho anh em là từ 9 giờ đổ xuống thì tiếng của nó rất là ngon. Đấy, anh em xem này. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi chiếc âm ly này. Và anh em nào mà muốn đã chưa biết về đến cái dòng những cái để mà kết hợp được với những cái âm ly này thì cũng kết hợp vào những cái đôi loa bát 30 hoặc bát 25, kể cả JBL hoặc những cái đôi loa cổ như là đôi Living đây, thì em sẽ giới thiệu thêm. Để mà kết hợp được với đôi này thì thực sự ra để mà trải nghiệm được những cái chiếc âm ly này thì tiếng của nó rất là ngon. Để mà chất âm của nó, nếu mà khi mà đã sử dụng đến cái âm ly này rồi ấy, thì những con âm ly khác để mà sử dụng mạch Class A thì nó thực sự rằng con Marantz Esotec PM4 này nó sẽ ăn đứt. Vâng, bây giờ em sẽ giới thiệu thêm cho anh em một đôi loa Living, loa có 3 đường tiếng. Đấy. Đôi loa này là kết hợp giữa Nhật và Anh, hợp tác để xuất sang Anh. Đôi loa này có 3 đường tiếng, loa bát 30. À vâng, em đã quên mất, em chưa giới thiệu về cái chiếc âm ly này, và em sẽ báo giá luôn cho anh em. Là em báo giá luôn cho anh em là chiếc âm ly này em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng và giá của nó là 10.500.000, em sẽ bao ship cho anh em toàn quốc. Và trở sang chiếc đôi loa. Thì đôi loa thì nó có cái chiều cao là 65, ngang 35 và sâu là 30. Loa bát 30, màng giấy, nón vải và gân này là gân vải tẩm dầu anh em nhé. Điều đặc biệt của những cái dòng đôi loa này, và anh em mà đã theo dõi cái kênh của em ấy, thì em rất hay bán những cái dòng đôi loa này vì nó làm rất là kỹ. Vì nó xuất sang châu Âu và nó kết hợp với cả loa Anh. Cái màng bát của nó là cái kiểu như là cái lưới vải tuyên ấy, nó che cái bát này đi. Và với tất cả bên xung quanh này nó làm bằng da. Đấy, bao bọc bằng da hết. Nếu mà tháo được con ốc này ra cái thì không bao giờ căng lại được cái vải này anh em nhá. Không bao giờ căng lại được cái vải này đâu. Coi như là bung, coi như là mất luôn cái thì coi như là mình bóc tem, nó coi như là con bát này là có vấn đề thì mới tháo ra. Vì tháo con này ra thì là phải tháo tất cả những con vít này thì mới lôi được củ bát ra. Thì là con này sẽ loa bát 30 và con trung 12. Điều đặc biệt nữa là nó có con chép kèn gang 8 lỗ. Đấy. Và có hai cái tinh trình. Anh em xem là nó có cái đồ thị. Những cái dòng nào mà nó có cái đồ thị thì là những cái dòng như là dòng loa kiềm âm, nên chất âm của nó rất là hay và tiếng rất là ngọt. Và tiếng bát của nó thì anh em để mà so với AR2 các thứ, con này ăn đất luôn. Tiếng của nó rất lực và tiếng rất là hay. Đấy, 3 way Living này. Đấy, Living Audio. Đấy, thùng thì cái mặt ở phía bên này là cái lá
là sắt nhá. Đấy, nó đặt ở trên cái mặt này để nó che cái phần gỗ mặt trước. Xung quanh là cái khung nhôm. Xung quanh là cái khung khung nhôm, nó tựa như là một cái khung tranh. Nó tựa như một cái khung tranh. Đấy. Thùng gỗ thì thùng gỗ ván lạng. Thùng gỗ ván lạng của nó thì rất là đẹp. Và em cũng đã giới thiệu rất là nhiều về những cái dòng loa này. Bản thân em ấy, là em cũng rất thích cái dòng loa này. Cái tiếng của nó rất hay. Và giá của nó thì có thể là ăn đứt với những cái dòng loa cổ mà kiểu như là thương hiệu như JBL hoặc là AR thì nó thực sự ra những chuyện bình thường thì nó ấy. Và đây là cái lưới e căng của nó. Đây anh em nhìn này, lưới e căng này là lưới zin của nó nhá, lưới bố. Và đây nó cũng có cái chữ living, khi đậy vào thì nó chìm bên trong, nó như là một cái khung tranh. Đấy, như là một khung khung tranh. Và đây cái lưới này thì cũng đều là đẹp nguyên zin của nó hết nhé, tất cả nguyên zin. Vâng, trở sang chiếc xoa bên tay trái. Đấy, bên tay trái đây cũng thế, đôi này thì tiếng này thì tiếng nó rất hay. Đấy, tất cả rất là đều và đẹp. Đấy, rất đều. Thùng góc cạnh là vuông thành sắc cạnh. Con này cũng sản xuất những thập niên 70 anh em nhé, có những cái là 69 70. Và đây anh em xem đằng sau đây. Đấy, đằng sau rất là đều. Ở đây, ở đằng sau đây, thùng của nó rất là dày. Anh em nhìn cái ván ở đằng sau này, anh em nhìn nó rất là dày, nó rơi vào tầm hơn hai phân gỗ. Đôi loài này nó rất là dày. Và đây là model của nó này, CE1A25 mã. Đây là cái đồ thị nó thiết kế cái loa, các cái tuyến loa. Đây, loa này. Loa bass 30, trung 12 và chép kèn. Trở kháng của nó là 8 ohm. Con này bass của nó là cái từ 25 đến 20.000 Hz. Đấy. Con này xuống rất sâu. Chỉ của nó là 50W và của nó là cân nặng là 15 cân. Make in Japan. Đấy, make in Japan. Vâng, con này thì em đang giao lưu với anh em là với cái giá là 7.200.000 đồng. 7.200.000 đồng. Và cũng giới thiệu thêm với đôi loa cổ này nữa là đôi loa Đờ Nông S270MK2, 270MK2. Và đây là cái lưới e căng của nó đây. Loa này thì hai đôi thì là loa bass 25. Đấy. Chung giấy và chép giấy. Chung giấy và chép giấy. Và điều đặc biệt nữa là anh em mà biết đến cái dòng này ấy, thì là loa con này, loa bass của nó là loa của Đan Mạch anh em nhé. Đấy, riêng ra dòng Đờ Nông này bao giờ bass của nó cũng là bass Đan Mạch. Ừ. Con chung này giấy này, gân thì gân vải, con này cũng gân vải nhé, nên rất bền. Và cái màng giấy của nó màng giấy cổ, nhìn trông nó rất là, và nó rất là sâu. Đấy. Và con chép này, con chép giấy, tiếng của nó con này rất hay. Và nó sản xuất ngày xưa đấy, nhưng mà nó cũng là nam châm, lưới nam châm. Thùng góc cạnh thì của nó thì cực đẹp rồi. Anh em nào mà quan tâm đến cái đôi loa này thì cũng alo cho em. Con này em đang bán với cái giá là 5.800.000 đồng. Con này màu gỗ ván lạng, nhưng mà nó con này về nó mới quá. Con này về rất mới, màu vàng ươm. Đấy. Màu vàng ươm. Anh em nào mà quan tâm đến đôi loa nào thì cũng alo cho em sẽ gửi anh chi tiết. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã review cho anh em hai đôi loa và chiếc âm ly Marantz Esotec PM4. Vâng, anh em mà đang xem cái kênh của em thì cũng cho em xin một like và nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Và anh em nào đã thường xuyên nghe được những cái đôi loa Living hoặc là đôi Đờ Nông hoặc là âm ly Marantz Esotec thì hãy bình luận cho em để cảm nhận được những đánh giá được những cái sản phẩm này, để cho những người chưa biết đến để người ta
biết đến được những cái sản phẩm này. Vâng, thì mọi các cái sản phẩm này thì em đã báo giá cho anh em. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì cũng alo cho em và vào số Zalo em sẽ gửi ảnh chi tiết nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.